Câu số 14. Trong một trận động đất mạnh 4 độ Richter xảy ra vào chiều ngày 25 tháng 3 năm 24, tại khu vực huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã gây nhiều hoang mang cho người dân trong khu vực và các vùng lân cận. Hãy xác định bán kính tác động km tính từ tâm chấn điểm Y của một trận động đất, biết rằng đường tròn tác động của trận động đất đi qua hai xã A và B. Tâm chấn thì nằm trên đường thẳng 2x trừ 3y cộng 10 bằng 0. Mặt khác, tâm chấn cách đều hai xã nói trên. Vậy thì ở đây bán kính của tâm chấn bán kính tác động của cái trận động đất này á thì nó chính là đoạn IA hoặc là đoạn IB. A với B biết rồi, vậy thì bây giờ đi tìm điểm Y. Cả một cái bài toán họ mô tả dài như vậy, phức tạp như vậy, nhưng mà cuối cùng thì chính là đi tìm IA hoặc IB. Vậy thì bây giờ mình sẽ gọi Y có tọa độ là AB hai ẩn, vậy chúng ta cần hai phương trình thôi. Điểm A thì đề nãy đề cho là tọa độ -36 -36, còn B có tọa độ là 40. Đường thẳng D là cái đường thẳng mà chứa tâm á, là 2x trừ 3y cộng 10 bằng 0. Ok. Thì đầu tiên mình tính dùng cô vectơ IA. Vectơ IA sẽ có tọa độ là trừ 3 trừ A với 6 trừ B. Vậy thì đoạn IA sẽ là căn bậc 2 của 3 cộng A tất cả bình. Bình phương thì mất hết hai dấu trừ nha. 6 trừ B tất cả bình. Rồi IB, vectơ IB sẽ có tọa độ là 4 trừ A với lại trừ B. Vậy thì đoạn IB sẽ bằng căn bậc 2 của 4 trừ A tất cả bình cộng với B bình. Ok, vậy thì mình được cái phương trình đầu tiên là IA bằng IB. Và cái phương trình thứ hai đó là dựa vào cái dữ kiện điểm Y thuộc về đường thẳng D nha. Mình ghi như vậy luôn. Hai vectơ bằng hai đoạn bằng nhau, vậy thì bình phương cũng bằng nhau, bình phương để mất căn. Rồi 6 trừ b tất cả bình bằng 4 trừ a tất cả bình cộng với b bình. Mình lấy cái điểm Y mình thay vô, mình được 2a trừ cho 3b cộng cho 10 là bằng 0. Rồi bây giờ đi rút gọn nha. A bình bên trái, a bình bên phải, b bình bên trái, b bình bên phải hết. Bên trái ra 6A, bên phải ra trừ 8, chuyển qua là 14A. Bên trái ra trừ 12B, bên phải không có. Rồi 3 bình 9, 6 bình 36, 9 với 36 là 45. Bên phải thì là 16, 16 trừ 45 là bằng trừ 29. Rồi ở dưới này là 2A trừ cho 3B là bằng trừ 10. Vậy thì A sẽ bằng mười một phần sáu với lại b bằng 41 phần 9. Ok. Bây giờ cũng không cần tìm tâm luôn, bởi vì cái bán kính nó chính là IA. Bây giờ suy ra đoạn IA nha, đoạn IA hoặc IB, thôi thay vô IA cũng được rồi. Nó sẽ bằng căn bậc 2 của 3 cộng với 11 phần 6 tất cả bình cộng với lại 6 trừ cho 41 phần 9 tất cả bình. Rồi thì nó ra là 3 cộng 11 chia 6 đóng ngoặc bình cộng 6 trừ 41 chia 9 đóng ngoặc bình 5,04. Hai chữ số sau dấu phẩy nha, 5,04 mét. Chính là bán kính trận động đất. Bán kính của trận động đất. Rồi. Vậy kết quả là 5,04 mét. Ok. Câu tiếp theo, câu số 15. Ở các nước xứ lạnh vào mùa đông thường có tuyết rơi dày đặc khắp mọi nơi và trẻ em tại đây rất thích đắp hình dạng của người tuyết. Có thể xem phần thân dưới và phần thân trên của người tuyết là hai hình cầu tiếp xúc nhau. Và ban đêm ta dùng một đèn
Một chiếc đèn pin chiếu vuông góc với người tuyết thì được hình ảnh là hai đường tròn tiếp xúc nhau như hình vẽ. Đặt hệ trục OXA như hình vẽ với góc tọa độ O trùng với tâm của phần thân dưới. Biết rằng người tuyết này cao 1,8 m và đường kính của phần thân dưới gấp đôi đường kính của phần thân trên. Có một cành cây thẳng dựa vào thân của người tuyết và tiếp xúc với cả hai đường tròn. Giả sử phương trình đường thẳng D tiếp xúc với cả hai đường tròn có dạng là, khi đó tính giá trị của biểu thức T bằng. Vậy tóm lại là họ cho mình, bây giờ cô gọi nha, cô gọi đường tròn thân dưới, gọi tâm với bán kính. Đường tròn thân dưới có tâm O và bán kính R. Còn đường tròn thân trên thì có tâm O phẩy và bán kính là R nhỏ ha. À, trên này là R nhỏ này, dưới này là R lớn nè. Thì ta có đường kính ở dưới gấp đôi đường kính ở trên, vậy thì bán kính ở dưới cũng gấp đôi bán kính ở trên luôn. Rồi ngoài ra thì chiều cao của người tuyết là 1,8, có nghĩa là 2R lớn cộng với 2R nhỏ là bằng 1,8 m. 1,8 m đổi ra đơn vị đi cm đi cho nó tròn. Rồi vậy thì mình được là R lớn bằng 2R nhỏ, rồi R lớn cộng R nhỏ là bằng 90. Vậy thì suy ra được R nhỏ nó bằng 30, còn R lớn thì nó bằng 60. Ok, đây là 60 nè, trên này là 30 nè. Vậy thì lúc này mình tìm được tọa độ của điểm O. O có tọa độ là 0,0 và tọa độ điểm O phẩy là 0,90, đúng chưa nào? Rồi, bây giờ mình sẽ đi đặt phương trình, gọi phương trình đường thẳng D. Đề nó cho là x cộng với BA cộng với C là bằng 0 luôn ha. Rồi, vậy thì ta có là khoảng cách từ tâm O đến đường thẳng D là bằng R lớn nha. Rồi, khoảng cách từ tâm O phẩy đến đường thẳng D là bằng R nhỏ. Rồi, vậy thì suy ra mình được cái phương trình là gì? Lấy điểm O thay vào đường thẳng D, O là 0,0, vậy là trị tuyệt đối của C là bằng R nhân với căn của 1 bình cộng B bình ha. Nên là R là nhiêu? 60 nhân với căn của 1 cộng với B bình. Rồi, khoảng cách từ tâm O phẩy là lấy điểm O thay vô, x bằng 0, y bằng 90, thì là 90B cộng với C sẽ bằng 30 nhân với căn của 1 cộng B bình. Vậy thì ở trên này là bằng, rồi vậy bây giờ nếu như cô nhân 2 vế vô cho 2 thì mình có là ở trên là trị tuyệt đối của C sẽ bằng 60 căn của 1 cộng B bình nha. Còn ở dưới này là 2 trị tuyệt đối của 90B cộng cho C là bằng 2 lần trị của C. À không, không có số 2 luôn, trị C thôi. Ok. Rồi, bây giờ mình bình phương hai vế được coi. Tìm được không? Bên này là C bình sẽ bằng 3600 nhân với 1 cộng B bình, đúng không? Còn ở dưới này là 4 à. Không được rồi. Nãy cô cho chỗ này bằng 1 là không hợp lý. Bây giờ cô cho chỗ này là A đi, thì chỗ này là A bình đúng không? Chỗ này là A bình. Rồi, vậy thì đến đây,
Tại hồi nãy tính là viết theo cái phương trình của đề cho luôn, nhưng mà thấy nó không ổn lắm. Vậy bây giờ mình sẽ đi cho B bằng 1 nghe. À, tại sao cô cho như vậy thì tí nữa mình nói. Cho B bằng 1 thì suy ra trị tuyệt đối của C sẽ bằng 60 căn 2. Đó, vậy thì C nó sẽ bằng là, đúng không? Ủa đâu? Không, nên thay vào dưới chứ ở trên đâu có ra căn 2. Rồi. Nếu như cho B bằng 1, cho B bằng 1 thì mình được là 2 lần trị tuyệt đối của 90 cộng với C sẽ bằng trị tuyệt đối của C. Vậy thì suy ra là C sẽ bằng 2 nhân với 90 cộng C, hoặc là C sẽ bằng trừ 2 nhân với lại 90 cộng C. Ok. Vậy thì C nó ra là C trừ 180, hoặc là C sẽ bằng trừ 60. Rồi ok, có hai trường hợp. Bây giờ trường hợp đầu tiên á là C sẽ bằng trừ 180. Rồi. B bằng 1, vậy thì suy ra chỗ này là A bình nha. Suy ra là mình được là cái gì? 180. Cô đặt đây là phương trình 1 đi, phương trình 1 suy ra 180 sẽ bằng 60 căn của A bình cộng cho 1. Vậy thì lúc này A nó bằng là 180 chia 60 là 3, bình phương đây là 9, 9 trừ 1 là 8, vậy là căn 8 hoặc là trừ căn 8. Rồi. Vậy thì phương trình đường thẳng D lúc này nó sẽ là căn 8x cộng với y trừ cho 180 bằng 0, hoặc là căn trừ căn 8x cộng y trừ 180 bằng 0. Ừ. Vậy thì lúc này nha, bạn lưu ý nè, cái đường thẳng của mình á là cái hệ số trước x nó bằng 1. Vậy thì mình sẽ chia cả hai vế này cho, ở đây cô dở rồi, cô nên đặt chỗ này là chữ A lớn đi, B lớn đi, C lớn. Chờ cô xíu nha, cô đổi chữ lại nghe. A lớn, B lớn, C lớn thì nó sẽ dễ nói hơn. Rồi ok. Đây là A lớn bình, B lớn bình, A lớn bình, B lớn bình. Đây là B lớn, B lớn, A lớn, B lớn. Rồi ok. Cho B lớn bằng 1. Ồ, rồi, chỗ này là B lớn ha. Chỗ này là A lớn thì A lớn bằng. Rồi, vậy thì mình chia cả hai vế của phương trình cho căn 8 ở trên này nha, là x nó ra là 1 phần căn 8 nè. Y trừ cho 180 phần căn 8 bằng 0. Còn ở dưới này là x trừ cho 1 phần căn 8y cộng cho 180 phần căn 8 bằng 0. Vậy thì lúc này B của mình á nó sẽ thành là bằng cộng trừ 1 phần căn 8, hoặc là quên, C thì bằng là trừ cộng trừ luôn 180 phần căn 8. Vậy thì suy ra cái biểu thức T là bằng B bình cộng C bình đúng không? Thì nó sẽ bằng, rồi mình bình phương lên đi, là 1 chia cho căn 8, 1 chia căn 8 tất cả bình cộng cho 180 chia cho căn 8 tất cả bình bằng 32401 phần 8. Rồi. Đó là trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai là C bằng trừ 60, B thì bằng 1. Vậy thì suy ra từ cái phương trình số 1 mình suy ra là 60 thì sẽ bằng 60 nhân cho căn của A bình cộng với 1. Vậy thì suy ra là A bằng 0. A bằng 0 thì nó lại không có thỏa đề, không thỏa, bởi vì hệ số A ở trong đề này á, đề người ta cho là AX cộng BY cộng C bằng 0, nghĩa là A phải khác 0 rồi.
Không thỏa. Rồi, vậy chốt lại T của mình chỉ có một giá trị duy nhất thôi, là bằng 32.401 phần 8. Nhưng mà ở đây họ nói là làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy, có nghĩa là nó sẽ bằng 4050,13. 4050,13 nha. 4050,13. Rồi, bây giờ cô sẽ giải thích là tại sao mình cho B bằng 1. Thì bạn hiểu rằng là B, A lớn và B lớn ở đây nó là tọa độ của một cái vector pháp tuyến. Cho nên là nó sẽ gọi là tỷ lệ thôi. Ví dụ như bạn có cái phương trình là 3x cộng 2y cộng 5 bằng 0, thì phương trình này vẫn có thể biến đổi rằng là 6x cộng với 4y cộng với 10 bằng 0. Hoặc cũng có thể biến đổi thành là 3 phần 2x cộng với 1y cộng với 5 bằng 0 ha. Cho nên mình hiểu hai số A và B nó là tỷ lệ. Thành ra là nó sẽ phụ thuộc vào nhau thêm một cái tỷ số. Nên bạn muốn cho B bằng bao nhiêu cũng được hết. Quan trọng á, là sau khi bạn cho, bạn viết ra được đến cái dạng này. Đây, cái dạng này. Thì bạn phải rút gọn lại để nó thỏa cái dạng mà đề yêu cầu. Các bạn hiểu đúng không? Rồi, ok. Vậy thì mình đã làm xong cái ý số 15 nha. Bây giờ chuyển qua 16. 16. Hình dưới đây là một tấm hình, là một tấm giấy hình chữ nhật có chiều dài là 12 dm, chiều rộng là 8 dm. Rồi, đây là 12, 12 nha, bên này là 8 nha. Trên đó có một đường tròn và hai nhánh của một hyperbol như hình vẽ tính tiêu cự của hyperbol. Rồi, chỉ nói đơn giản vậy thôi. Bài này chắc chắn cũng phải đi ghép hệ trục tọa độ. Rồi mình sẽ ghép như thế nào? Mình ghép như thế này. Thì nó sẽ sát với lại cái hình hyperbol theo định nghĩa hơn. Đây là trục OI, đây là trục OX. Rồi, mình sẽ nói như sau, ghép hệ trục OXY như hình. Ok. Thì để tìm hyperbol á, để tìm tiêu cự thì mình còn tìm A với B đúng không? Bây giờ mình sẽ xét vị trí của các cái điểm sau nha. Cái đường tròn này bán kính của nó là bằng 4. 4 4 4. Vậy thì vị trí này có tọa độ là có số trên hệ trục tọa độ là -4, bên này là 4 nè. Vậy cô đặt đây là điểm A phẩy đi, đây là điểm A. Thì A với A phẩy chính là hai đỉnh của hyperbol. Rồi, ta có điểm A sẽ có tọa độ là -4, 0. Rồi, A phẩy có tọa độ là 4, 0, là hai đỉnh của hyperbol. Rồi, ok. Vậy thì tìm được A rồi đó. Bây giờ tìm B thôi. Tìm B thôi. Mình nói về cái điểm này một chút. Điểm này sẽ có tọa độ là nguyên cái chiều chiều dài này 12 thì bên này là 6. Và thằng này có tọa độ là 64 nha. Cô gọi đây là điểm B đi. Rồi. Vậy thì phương trình, không, chỗ này mình suy ra cái đã, suy ra A là bằng 4 ha, A bằng 4. Rồi, vậy thì phương trình hyperbol H sẽ là x bình chia cho 16 cộng với y bình chia cho b bình là bằng 1. Mà hyperbol nó đi qua điểm B có tọa độ là 4, 64, 64. Nên ta có 6 bình chia cho 16 trừ cho 4 bình chia cho B bình là bằng 1. Thế thì suy ra được B bình sẽ bằng 64 phần 5. Rồi, B bình là 64 phần 5 nha. Rồi, hyperbol thì có C bình sẽ bằng A bình cộng với B bình. Vậy thì bằng 10, ở đâu? A bình là 36 chứ. 36 cộng cho 10, 64. 64
64/5, 36 cộng 64/5. Ủa khoan từ từ, 16 mới đúng. Lú rồi. A bằng 4 thôi mà. 16 cộng 64/5 là 144/5. Rồi cho nên là C sẽ bằng căn ra là 12 căn 5/5. Rồi. Vậy thì kết luận được tiêu cự ha. Vậy Vậy tiêu cự của Hy bẹt bôn H là 2C bằng 24 căn 5/5. Sắp xỉ lấy hai dấu phẩy 10,33. Đây, làm tròn đến hàng phần 10 nè. Ủa? Hàng phần 10 là hàng phần chục mà. Là một số thôi. Thì kết quả là 10,3 decimet. Có đơn vị đàng hoàng nha. Decimet. Rồi. Tiếp theo, câu số 17. Gia chủ có một miếng đất hình elip có độ dài trục lớn là 4, trục nhỏ là 2. Gia chủ muốn trồng hoa thành hình tam giác cân OAB với điểm O là tâm của elip. A và B là các điểm thuộc vào elip. 10 lần diện tích trồng hoa lớn nhất bằng bao nhiêu? Ủa vậy thì phải đi tính thôi. Một diện tích cái đã rồi mới nhân 10 lên, đúng chưa nào? Bài này cũng sẽ đi ghép trục luôn nha. Đi ghép trục luôn. Mình để giữ nguyên cái tâm. Rồi mình gắn vào như thế này. Đây là OX. Đây là OY. Độ dài trục lớn là 4, vậy thì cái chỗ này là bằng 2, bên này sẽ là trừ trừ 2. Độ dài trục nhỏ là bằng 2, thì đoạn này trên này là bằng 1, dưới này là bằng trừ trừ 1. Rồi. Vậy thì ta có à ghép nha, ghép. Ghép hệ trục OXY như hình vẽ. Thì ta có 2A là bằng 4, còn 2B là bằng 2. Vậy thì suy ra A bằng 2, còn B bằng 1. Thế thì suy ra phương trình elip sẽ là x bình chia 4 cộng với y bình chia 1 bằng 0. À quên, nhầm, bằng 1. Rồi đây là phương trình elip. Tiếp theo là cái phương trình phương trình elip xong rồi. Bây giờ để tính diện tích của tam giác OAB á, thì mình cần phải đi tìm AB với lại tìm cái điểm H này nè. Rồi. Ta đi gọi nghe. Gọi A có tọa độ là x0, y0. Ở đây x0 với lại y0 là mình cho nó là số dương hết nha. Thì suy ra được điểm B sẽ có tọa độ là x0 giữ nguyên nè, còn y thì nó đối nè, là trừ y0. Rồi. Ở đây là rồi ra được ABB rồi. Vậy thì độ dài của đoạn AB á, có phải là bằng 2 lần trị tuyệt đối của y không ạ? À? Y ở đây có thể nó bị âm. Nhưng mà cô đã quy ước y không lớn không mà phải không ta? Vậy thì không cần ghi trị nữa. Hay y không thôi. Rồi còn OH thì sao? OH thì sao? OH ở đây nó chính là bằng x0. Vậy thì suy ra diện tích của tam giác OAB sẽ bằng 1/2 lần 2x0 y0 là bằng x0 y0. Ủa khoan, đúng không ta? Đúng rồi. Nhưng mà nếu mà để như thế này thì khó giải à. Khó giải. Rồi, ta có y không, nhưng mà sẽ biện luận y không đi nha.
Y0 nó chính là AB. AB thì sẽ nếu như cô gọi cái chỗ này là x0 thì OA bằng gì nhỉ? Rồi. Bây giờ mình để như thế này thì mình sẽ rất là khó lý luận. Thế thì bây giờ đây. Mình sẽ bám vào cái phương trình elip nha. Bởi vì cái điểm A thuộc vào elip. Vậy thì suy ra x0 bình chia cho 4 cộng với lại y0 bình mà chia cho 1 là bằng 1, đúng không? Vậy thì suy ra y0 thì nó sẽ bằng là 1 trừ cho x0 bình chia cho 4. Vậy thì cho nên là y0 bình. Vậy thì suy ra quy đồng mẫu ha, quy đồng mẫu thì chỗ này là 4. Chỗ này sẽ bằng 4 trừ cho x0 bình thôi. Ok. Vậy thì hai lần y0, ở đây mình đã quy ước y0 lớn không nha. Thì nó sẽ bằng căn bậc 2 của 4 trừ x0 bình. Vậy thì lúc này diện tích của tam giác OAB thì nó sẽ bằng là x0 nhân cho căn bậc 2 của 4 trừ cho x0 bình. Rồi, lúc này chúng ta sẽ xài bó đẳng thức ha. Mình có bó đẳng thức là A cộng B. A bình cộng với B bình thì sẽ lớn hơn hoặc bằng 2AB. Thế thì suy ra AB nó sẽ bé hơn hoặc bằng 1 phần 2 lần A bình cộng với B bình. Đây chính là cái bó đẳng thức mà mình còn xài, bởi vì mình đang xét cái diện tích lớn nhất. Vậy thì chỗ này nó sẽ bé hơn hoặc bằng 1 phần 2 lần X bình cộng với 4 trừ X bình. Rồi. Vậy thì suy ra diện tích của tam giác OAB sẽ bé hơn hoặc bằng 1 phần 2 nhân với 4. Vậy thì suy ra diện tích của tam giác OAB sẽ bé hơn hoặc bằng 2. Đúng không? Khoan từ từ. Diện tích ồ, chỗ này y0 là phải chia cho 2 nè. Vậy thì chỗ này chia cho 2 nè. Thì chỗ này là x0 bình chia cho 4. Vậy thì xài không có được, xài bó đẳng thức không có được. Vậy thì chỗ này mình không nên tính cái này. Giữ nguyên là cái này. Rồi. Rồi. Ở trước này phải có 1 phần 2. 1 phần 2 biết không? 1 phần 2 viết lại. Nhân với lại. Thằng này chia cho 2. Ok. Vậy là 4 chia cho 4. 4 chia cho 2. Vậy kết quả là diện tích này sẽ bé hơn bằng 1. Ok. Vậy diện tích tam giác O AB sẽ mắc là bằng 1 khi dấu bằng xảy ra nha, khi dấu bằng xảy ra. Mà dấu bằng xảy ra có nghĩa là x0 sẽ bằng với
x không bình sẽ bằng với 4 trừ cho x không bình. Có nghĩa là x không sẽ bằng, x không bình là bằng 2, x không bình bằng 2 thì x không bằng căn 2. X không mà bằng căn 2 thì y không. Chỗ này suy ra x không bình là bằng 2 nè. X không bình bằng 2 thì x không bằng căn 2 và y không thì nó bằng là căn 2 phần 2. Ok. Căn 2 phần 2. Rồi thì mình đang xét cái điểm A nó lớn hơn không thôi. Nói chung là AB nó có thể đổi chỗ cho nhau nên mình cứ gọi như thế này hơn. Thực ra thì giải cho đến đây x0, y0 là để mấy bạn hiểu rằng là dấu hằng nó có xảy ra hay không thôi. Chứ còn người ta vẫn yêu cầu mình là tìm diện tích lớn nhất thôi. Vậy suy ra 10 lần diện tích đất trồng hoa là, đất trồng hoa lớn nhất là, mười mét vuông. Rồi, ồ nhưng mà nó hỏi decimét vuông thì nó chỗ này nó bằng là một mét vuông thì bằng 10 decimét vuông, cho nên là một mét thì bằng 10 decimét, cho nên 10 mét vuông thì sẽ bằng 1000 decimét vuông. Ok. Rồi, câu số 18. Câu số 18. Cho một tấm bảng quảng cáo hình tròn có bán kính bằng 5 mét, cần đặt một nửa hình elip phần tô màu vào bên trong đường tròn để trang trí. Biết elip có trục lớn gấp đôi trục nhỏ, khi đó tổng độ dài hai trục của elip bằng bao nhiêu? Rồi, bây giờ mình sẽ đi gắn hệ trục OXY vào trong cái hình này nha. Gắn hệ trục OXY vô thì cô cũng sẽ gắn như thế này. Cô gắn làm sao đó để cho nó nhìn cái elip nè, nó tròn vẹn, nửa cái elip nó tròn vẹn trên trên một nửa mặt phẳng. Thì chỗ này cô gọi là OY ha. Còn bên này là OX thì mình sẽ nói là ghép hệ trục OXY như hình. Ghép hệ trục OXY như hình vẽ. Ok. Rồi. Thì theo đề nha, theo đề người ta nói là trục lớn gấp đôi trục nhỏ bằng 2 lần 2B. Vậy thì suy ra là A bằng 2B. Rồi, trục lớn thì nằm trên này nè, nhỏ nằm dưới này nè. Vậy chỗ này là 2B, còn chỗ này là B thôi. Giờ gọi điểm đi. Đây là B. Còn đây là điểm B phẩy. Còn đây là điểm điểm A đi. Vậy thì còn Y, Y là tâm đi ha. Y là tâm. Y là tâm của đường tròn. Rồi. Thì mình có YB á, đường tròn này là đường tròn bán kính bằng 5, cho nên là YB là bằng 5 nè. AY cũng là bán kính luôn. AY cũng là bán kính luôn. Rồi. Đoạn BB phẩy, BB phẩy thì là trục nhỏ là bằng 2B nè. Rồi. Đoạn AO là một nửa trục lớn là bằng A nhỏ, mà A nhỏ là bằng 2B nè. Ok. Rồi. Vậy thì cái chỗ này để mà tìm tổng độ dài hai trục á, thì mình cần tìm A hoặc là tìm B thôi, đúng không? Ta có đây, cô nối cái thằng này lại. Cái tam giác IOB là một tam giác vuông. OB tìm được không? OB là bằng B. IO tìm được không? IO là bằng AO trừ cho IA, đúng không? Là bằng AO là bằng 2B trừ cho 5. Ok. Đó là IO, OB rồi, IB rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ xét tam giác OIB.
vuông tại ô. Vuông tại ô thì ta có IB bình sẽ bằng IO bình cộng cho OB bình. IB là bằng bán kính. IB bằng bán kính là bằng 5, và chỗ này là 25 nè, sẽ bằng 2B trừ cho 5 tất cả bình cộng cho OB. OB là bằng B bình. Vậy thì mình được cái phương trình là 4B bình trừ cho 20B. 4 cộng 1 là 5B bình nha, cộng 25 bằng 0. 25 với 25 rút gọn, vậy thì B là bằng 0, hoặc là B bằng nhiêu? 4. 0 thì chắc chắn là loại rồi, trục lớn, trục nhỏ mà không thể nào mà nó bằng 0 được. Rồi ok. Vậy B bằng 4, còn A thì bằng 2B là bằng 8. Vậy thì suy ra tổng trục lớn và trục bé thì nó sẽ bằng 24. 24. Câu 19. Ông Nam đứng ở ban công tầng 2 nhà mình, nhìn lên nóc của một tòa nhà gần đó với một góc 60 độ so với phương nằm ngang. Ông Nam đi lên ban công tầng 3, nhìn lên nóc nhà, tòa nhà thì phải nhìn với một góc 45 độ so với phương nằm ngang. Biết vị trí ông Nam đứng quan sát ở hai tầng tạo với nhau phương thẳng đứng so với mặt đất. Hỏi tòa nhà ông Nam quan sát cao bao nhiêu mét, biết chiều cao của mỗi tầng là 3,5 mét. Thì dựa vô cái đề ấy, thì cô mô phỏng là bằng cái hình ảnh như thế này ha. Bây giờ mình sẽ đi gọi, bởi vì đề nó chưa hề cho cái hình. Vậy thì mình gọi. Gọi B và C lần lượt là vị trí. Lần lượt là vị trí ông Nam đứng ở tầng 2 và tầng 3. Ông Nam đứng ở tầng 2 và tầng 3. Rồi, A là vị trí ở mặt đất. A là vị trí ở mặt đó. Thì ở đây A, B, C phải thẳng hàng nha. A, B, C thẳng hàng. Ok, rồi EF là chiều cao của tòa nhà. EF là chiều cao của tòa nhà. Và dựa vào các thông số của đề cho thì mình có là AB bằng BC và bằng 3,5, đó là chiều cao của hai tầng. Rồi góc ECK là bằng 45 độ. Góc CBH là bằng 60 độ. Rồi. Vậy bây giờ mình tìm cái đoạn EF bằng cách nào? Thì để tìm EF á, bạn thấy EF là nó nằm trong tam giác. Nhưng mà nếu như mà muốn tìm EF thì mình đã biết được cái đoạn HF với lại cái đoạn KH rồi, bởi vì nó cùng bằng như thế này nè các bạn. Đó. Vậy thì có thể là mình đi tính EK hoặc là đi tính EH thôi, rồi mình cộng thêm vô là mình ra được EF, đúng không? Thì ở đây người ta đã cho góc EBH rồi, vậy thì mình sẽ đi tính EH. Muốn tính EH thì phải đi tính BE. Mà muốn tính BE thì hãy dựa vào tam giác BCE. Tam giác BCE, bởi vì tam giác này sẽ có hai cạnh và một góc và hai, đó, một cạnh và hai góc. Rồi. Thì đầu tiên á là mình có góc CBE nha, cộng với lại góc EBH á, là bằng 90 độ. Bởi vì ở cái vị trí này, góc này là góc vuông ha. Mà góc EBH đã là bằng 60 rồi, vậy thì góc CBE á, sẽ bằng 90 trừ cho 60 là bằng 30. Có nghĩa là tam giác BCE mình biết được hai góc, đúng không? Nhưng mà khoan từ từ.
Ở cái góc BCE á, là mình chưa tính nha. Góc BCE thì bằng, cô bỏ các chữ tam giác đi. Góc BCE bằng góc ECK cộng góc KCB. Thì ECK đề cho là 45 độ. Còn cái góc BCK là bằng 90. Vậy thì dẫn đến góc này là bằng 135 độ. Được chưa nào? Rồi. À, cái cạnh BC á, thì nó đối diện với cái góc E trên này, nên là mình đi tính góc E luôn ha. Góc CEB thì bằng à 180 trừ cho hai góc kia là trừ cho 30 nè, trừ cho 135 nè. Bằng 180 trừ 30 trừ 135 là bằng 15 độ. Rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ áp dụng định lý sin vào tam giác BCE để mà mình đi tính cạnh BE. BE thì đối diện với góc C. BE chia cho sin của góc BCE. Rồi. Thì bằng BC. BC thì chia cho sin của góc CEB. Ok. Vậy thì suy ra BE chia cho sin của góc 135 bằng BC. BC là 3,5 chia cho sin của góc góc E là 15. Rồi ok. Vậy thì suy ra được BE bằng bao nhiêu? Nhân chéo chia ngang ha. Nhân chéo chia ngang là mình ra được số 3,5 nhân sin 135 chia cho sin của 15. Rồi. Ra 9,6. 9,6. Nó cũng là một cái số đẹp lắm. 7 cộng 7 căn 3 phần 2. Rồi. À, vậy có BE rồi thì bây giờ mình sẽ đi tính BH. Ừ. Bạn thấy cái tam giác B EH nó vuông tại H. Vuông tại H. Vậy thì cái góc cái cạnh mà mình đi tính cạnh EH á, đó chính là cạnh đối, còn cái cạnh BE mà mình vừa tính được á nó là cạnh kề. Thì đối với kề thì chúng ta xài sin. Sin của góc EBH. Tìm sin lấy đối chia huyền. À. Vậy thì suy ra sin của góc 60 độ là bằng EH chia cho EB. EB vừa tính ở trên là 9,6. Vậy thì suy ra được EH bằng, mình lấy cái số vừa rồi á, mình nhân với sin của 60 độ. Nó ra là 21 cộng 7 căn 3 phần 4 thì nó xấp xỉ 8,3. 8,3. Rồi, đó là EH. Ồ, vậy có EH rồi thì tính EF được thôi. EF bằng EH cộng HF thì là bằng 8,3 cộng với lại 3,5. Vậy thì nó xấp xỉ là 11,8. 11,8 m. Ở đây họ không nói là làm tròn đến bao nhiêu chữ số hết thôi. Rồi vậy thì mình có được là tòa nhà của ông Nam nhìn á, nó sẽ cao xấp xỉ là 11,8 m. Vậy tòa nhà cao xấp xỉ 11,8 m. Tiếp tục câu số 20. Ở một sự kiện âm nhạc, ban tổ chức sử dụng hai thiết bị phát âm thanh đặt ở vị trí A và B và một máy thu âm gắn trên một thanh kim loại thẳng. Người ta mô phỏng mô hình hóa được trong mặt phẳng hệ trục tọa độ Oxy với các điểm A, B, phương trình đường thẳng chứa thanh kim loại. Rồi bây giờ cô vẽ hình nha. Cô vẽ ra cái hệ trục tọa độ Oxy nè. Rồi đây là hệ trục. Sau đó mình vẽ một cái đường tròn. Vẽ một cái đường tròn.
Người ta mô hình hóa được hai vị trí điểm A với lại điểm B. Điểm A có tọa độ là nhiêu? Khoan đã, điểm A có tọa độ là 3, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Vậy đây chính là điểm A nè. Đây là điểm A. Rồi. B có tọa độ là 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 thôi. Vậy đây là điểm B nha. Rồi, phương trình đường thẳng chứa hai thanh kim loại là 2x trừ y cộng 4 bằng 0. Là một cái đường thẳng bây giờ có vẻ nó bất kỳ đi. Vậy nó như thế này đi ha. Rồi. Đây là trục OY. Còn đây là trục OX, đây là đường thẳng D. Ok. Giờ câu A nó hỏi là máy thu đặt ở vị trí nào thì sẽ nhận được tín hiệu từ A sớm nhất. Máy thu thì nó gắn trên thanh kim loại. Có nghĩa là bây giờ ví dụ như cô đặt gọi cái vị trí của máy thu là M thì M nó sẽ di động trên cái đường thẳng D, đúng không? Vậy thì cái vị trí mà máy thu nhận được tín hiệu sớm nhất từ A nó chính là một cái điểm M, sao cho AM vuông góc với lại đường thẳng D. Đó. Rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi tìm điểm M. Đi tìm điểm M. Thì M là hình chiếu của A lên D nha. Bây giờ mình gọi gọi M. Câu A. Gọi M là vị trí đặt máy thu âm. Gọi M là vị trí đặt máy thu âm. Rồi. Để M nhận được tín hiệu sớm nhất từ A. Nhận được tín hiệu từ A sớm nhất thì M là hình chiếu của A lên đường thẳng D. Rồi. Bây giờ để tìm điểm M thì mình sẽ có nhiều cách tìm. Ví dụ như là mình sẽ đi viết phương trình đường thẳng đi qua A và vuông góc với D. Sau đó là mình tìm giao điểm của đường đó và đường D. Còn không á, thì bạn cũng có thể gọi điểm M có tọa độ phụ thuộc vào đường thẳng D. Sau đó thì bạn sẽ cho vectơ AM vuông góc với vectơ chỉ phương của đường thẳng D. Rồi bạn tìm điểm M cũng được. Rồi nhưng mà thông thường người ta hay kiểu viết phương trình đường thẳng các bạn. Rồi bây giờ cô sẽ đi lọc nha. Gọi delta. Gọi delta là đường thẳng đi qua M và vuông góc với lại, xin lỗi, đi qua A chứ, điểm A là điểm góc trước mà. Đi qua A và vuông góc với lại D. Và vuông góc với D. Rồi. Thì delta vuông góc với D cho nên là phương trình delta có dạng. Rồi. Mình tìm được dạng vuông góc thì mình lấy hệ số trước x y á, mình đổi chỗ lại và một dấu. Hiện tại là 2x trừ y thì mình đổi lại là sẽ thành x cộng 2y cộng với c bằng 0. Điểm A có tọa độ là nhiêu? 3, 4, 3, 5. Điểm A có tọa độ là 3, 5 thuộc vào đường thẳng delta. Ở đây delta cô quen ghi cái kiểu có dấu ngoặc rồi. Rồi. Nên mình sẽ lấy điểm A này mình thay vào delta, mình được một phương trình 3 cộng với 2 nhân 5 cộng với C là bằng 0. Vậy thì suy ra là C sẽ bằng trừ 13. Rồi, vậy thì phương trình đường thẳng delta là x cộng 2y trừ 13 bằng 0. Vì M là giao điểm của delta với lại đường thẳng D. Cho nên tọa độ của M
Tọa độ của M là nghiệm của hệ phương trình sau. Mình đưa hai cái đường thẳng đó vô trong này, mình bấm máy tính. Đường thẳng D cho là 2x trừ y cộng 4 bằng 0, đường thẳng D nha. Còn đường thẳng mình vừa viết được của delta là x cộng 2y trừ 13 bằng 0. Vậy thì bạn bấm máy giải hệ phương trình bậc nhất, nhớ mang 4 với lại trừ 13 qua bên phải nghe. Thì mình được là x bằng 1 và y bằng 6. Rồi, vậy thì suy ra điểm M có tọa độ là 1, 6. Rồi, hỏi máy thu đặt ở vị trí nào? Vậy thì máy thu đặt ở vị trí có tọa độ là 1, 6. Câu B, hỏi máy thu đặt ở vị trí nào thì tổng khoảng cách từ máy thu đến hai thiết bị phát âm bé nhất. Khoảng cách từ thiết bị đến khoảng khoảng cách từ máy thu cho đến hai thiết bị A và B là bé nhất, tổng nha, tổng khoảng cách bé nhất. Rồi, vậy thì bây giờ mình M là của câu A đi ha. Bây giờ mình gọi câu B. Câu B bây giờ cô gọi Y. Gọi Y là vị trí. Gọi Y là vị trí đặt máy thu. Đặt máy thu. Sao cho IA cộng với IM là bé nhau. Rồi. Thì bạn xem thử là cái điểm Y nó sẽ nằm ở đâu. Các bạn đoán xem. Ví dụ như mà Y nó nằm đây đi ha. Bây giờ mình sẽ biện luận nha. Hiện tại á, bạn hãy kiểm tra giùm cô thử là ở đây là hồi nãy là cô vẽ đại thôi. Chứ cô cũng chưa biết là cái đường thẳng D nó có chính xác là cái đường này hay không. Đường thẳng D đi qua điểm có tọa độ là trừ 2, 0. Y bằng 0 thì Y bằng 4. Bây giờ cô vẽ lại cái đường thẳng D cái nha. Cô vẽ lại cái đường thẳng D để cho dễ làm. X bằng 0 thì Y bằng 4. Vậy đây là một điểm nè. Y bằng 0 thì x bằng trừ 2, trừ 1, trừ 2, ok. Vậy thì cái đường thẳng D chính xác nó là cái đường thẳng này. Rồi, vậy thì AB nằm về cùng một phía đúng không? Rồi, mình sẽ đi vẽ cái điểm đây. Hồi nãy cái điểm M nó sẽ nằm đây. Rồi, vì là cái hình nó hơi khó nhìn nha. Cho nên là cô sẽ cóp nó xuống dưới. Ok. Cô xóa những cái rau ri đi. Rồi cô viết lại cho. Hình chiếu của A lên D. Hồi nãy là điểm có tọa độ là 1, 6. Rồi, đây là cái vị trí điểm M lúc nãy ha. Tuy nhiên đó là, để cô kéo cái trục này lên một chút. Ôi. Rồi, bây giờ không biết được là cái điểm Y trong cái câu B nó sẽ nằm ở đâu, thì đối với cái bài toán mà đi tìm IA cộng IB nhỏ nhất như thế này, thì đầu tiên bạn hãy lấy đối xứng cái điểm A qua cái đường thẳng D nha. Y là một cái điểm nằm đâu đó trên cái đường này, được chưa nào? Rồi bây giờ mình lấy đối xứng. Tại sao mình lấy đối xứng? Bởi vì khi mà bạn lấy đối xứng như thế này á, thì đây cô gọi đó là điểm A phải nghe, thì IA nó chính là bằng IA phẩy đúng không? Vậy thì lúc này để IA cộng IB nhỏ nhất thì IA phẩy cộng IB cũng phải nhỏ nhất. Thế thì cái điểm Y nó sẽ nằm, nó là giao điểm của B, A phẩy và đường thẳng D luôn. Ủa sao ở đây nó có vẻ nó trùng trùng vậy ta? 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi 6, 4.
năm sáu nó hơi trùng nhỉ. Để cho nó dễ nhìn thì bây giờ cô sẽ vẽ cái điểm Y, điểm A nó thấp xuống đây một chút. A nằm đây nha, A nằm đây, rồi lấy đối xứng qua. Cái vị trí này chính là điểm M, còn cái vị trí ở trên này nè nó chính là điểm Y. Rồi đó, cái hình của mình như vậy thì nó sẽ dễ nhìn hơn. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi gọi gọi A phẩy là điểm đối xứng. Của A qua D. Rồi. Vậy thì suy ra nha, qua qua đường thẳng D. Thế thì khi mà A phải đối xứng với đường thẳng đối xứng với điểm A qua đường thẳng D thì cái M, M là hình chiếu lúc nãy mình tìm á, M nó sẽ là trung điểm của A phẩy. Vậy thì lúc này mình suy ra được tọa độ của điểm A phẩy. Muốn tìm tọa độ của điểm A phẩy thì mình lấy hai lần tọa độ của M, mình trừ cho tọa độ của A. Bởi vì A cộng A phẩy bằng 2M. Đúng rồi. Vậy thì hai lần M là 2 nè, trừ cho A là ra trừ 1 nè, 12 trừ 5 ra 7 nè. Vậy thì A phải có tọa độ là trừ 1, 7. Ok. Tiếp theo nha, là có A phẩy rồi, bây giờ mình mới đi biện luận nè. Mình đi biện luận. Thì ta có IA cộng với IB thì sẽ bằng IA phẩy cộng với IB. Đúng chưa? IA phẩy cộng IB thì sẽ lớn hơn hoặc bằng A phẩy B. Vậy thì suy ra IA cộng IB min nó chính là bằng đoạn A phẩy B khi khi A phẩy Y B thẳng hàng. Ok, có nghĩa là Y chính là giao điểm của A phẩy B với lại đường thẳng D. Rồi, nãy mình cũng có giải thích ở trên rồi đúng không? Vậy thì bây giờ để tìm được điểm Y thì mình phải đi viết phương trình A phẩy B. Được chưa nào? Vector A phẩy B, điểm B có tọa độ là 6, 4. Vậy thì vector A phẩy B có tọa độ là 7, trừ 3. Vậy thì suy ra vector N có tọa độ là 3, 7 là vector phát tuyến của đường thẳng A phẩy B. Rồi, vậy thì phương trình đường thẳng A phẩy B là 3 nhân với lại x trừ cho trừ 1 là thành x cộng 1, cộng với 7 nhân cho y trừ 7. Bằng 0. Vậy thì tương đương với lại là 3x cộng 7y bằng 749. Trừ 49 là cộng 3 là còn trừ 46 thôi. Rồi. Vì y nó là giao điểm của A phẩy B với lại đường thẳng D cho nên là tọa độ của y là nghiệm của hệ phương trình sau. Mình sẽ viết đường thẳng D lại là 2x trừ y cộng 4 bằng 0. Còn đường thẳng AB vừa viết là 3x cộng 7y trừ 46 bằng 0. Bạn bấm máy tính thì nó ra được là x bằng 18 phần 17. Còn y thì bằng 1 lên 4 phần 10, 17. Ok. Vậy thì điểm y có tọa độ là 18 phần 17 với lại 1 lên 4 phần 17. Vị trí này là vị trí đặt máy thu sao cho khoảng cách từ máy thu đến hai cái tín hiệu A và B, hai cái gì, hai cái âm thanh phát thiết bị âm thanh ở A và B là nhỏ nhất. Rồi, ok nghe.
Vậy ở trên này cô sẽ ghi lại là máy thu đặt ở vị trí có tọa độ là 18 phần 17 với lại 1 lên 4 phần 17. Ok, xong câu 20. Chuyển qua câu 21. Người ta muốn xây một ao cáo hình chữ nhật có chiều dài và chiều rộng lần lượt là 16m và 15m. Đọc đề đến đâu cô vị hình đó đi nghe. Đây, đây là ao cá. Vì đây là một những cái bài toán thực tế liên quan đến hình học cho nên là những cái hình nó rất là quan trọng các bạn. 16 với lại 10. Bên trong ao cá người ta muốn xây một bể chứa cá khi thay nước là hình tròn. Có nghĩa là khi thay nước là mình sẽ bỏ cá vào trong cái bể này. Bể này có hình dạng là hình tròn. Bạn cũng chưa biết cái hình tròn nó nằm đâu, vĩ đại thôi ha. Bên đó thì xé cái mép quá. Ok. Tiếp xúc với hai chiều dài của ao, có nghĩa là tiếp xúc với mép 16 ở trên và mép 16 ở dưới nè. Điểm đặt vòi bơm nước của bể nằm ở thành bể. Nằm ở thành bể có nghĩa là nó sẽ di động trên cái đường tròn này các bạn. Và các chiều dài, chiều rộng lần lượt là 1 với 4. Chiều dài là 1, còn chiều rộng là 4. Vậy nó nằm đây đây. Nằm đây. Đây là cái vị trí mà mình sẽ đặt máy bơm. Tính khoảng cách xa nhất từ một điểm trên bờ ao đến một điểm trên thành bể. Bờ ao có nghĩa là trên cái hình vuông cho đến thành bể là trên cái đường tròn. Xa cho một cái khoảng xa nhất thì mình xem thì nó xa nhất ở đâu nha. Thì đối với bài này thì bây giờ chúng ta sẽ ghép hệ trục tọa độ vào để mà giải. Ok. Đây là O nè. OX nè. OE nè. Rồi. Mình sẽ gọi cái điểm, tất cả những cái điểm ví dụ như là đây là hình chữ nhật M N T Q. Rồi cái đường tròn này thì vì nó tiếp xúc cho nên là tâm của nó sẽ nằm ở vị trí này các bạn nha. Tâm. Đây là tâm Y. Rồi. Đây là cái điểm đặt máy bơm là E ha. Cái đường tròn này sẽ có bán kính là bằng 5. Bằng 5. Vậy thì ở trên này là nó bằng 5 nè. Còn ở dưới này cũng bằng 5 nè. Bên này là bằng 8, bên này cũng bằng 8. Vậy thì ở đây là cái số 8 nè. Cô sẽ bỏ cái số 10 này đi để cho đỡ hiểu nhầm. Rồi. Còn bên này là -8. Ở dưới này á là -5. Còn ở trên này là bằng 5. Rồi ok. E hồi nãy mình nói là nó cách chiều dài là 1m. Vậy thì cái vị trí này của E á là bằng 4. Rồi. Còn cách chiều rộng cũng bằng 4 luôn. Đây là bằng 4. Rồi, mình sẽ nói một câu đó là đi ghép hệ trục tọa độ như hình vẽ. Rồi. Khi đó thì điểm M sẽ có tọa độ là -8, 5
N có tọa độ là 8, 5. Mình cứ khai thác hết tất cả các dữ kiện ra. Xong rồi mình có xài được cái gì thì mình xài. B có tọa độ là 8 trừ 5. Q có tọa độ là trừ 8 trừ 5. Thành bể là một cái đường tròn. Đường tròn này thì cái tâm y mình chưa biết tọa độ của nó là bao nhiêu. Tâm y. Đây là đường tròn, tên là đường tròn C đi nha. Đường tròn C có tâm y. Tâm y ở đây tọa độ là A0 thôi. Chắc chắn là nó sẽ thuộc vào cái trục này. Rồi, bán kính R thì chắc chắn là bằng 5. Thì ở đây thì các bạn là cái A nó sẽ di động từ đâu? Có nghĩa là ví dụ như là cái đường tròn này nó maximum nó rơi vào, nó chạm với lại cái mép của chiều rộng luôn. Thì từ cái mép này đi đến tâm nó phải bằng 4, đúng không? Từ mép này đi đến tâm bằng 4. Ủa đâu? Bán kính bằng 5 thì từ mép đi đến tâm là bằng 5. Vậy thì lúc này điểm Y á, OY nó bằng 3. Vậy thì cái A của mình lớn nhất là bằng 3 nè. Rồi, nhỏ nhất là nó di động về mép bên trái. Thì từ từ vị trí này đến tâm cũng bằng 4, bán kính là bằng 4. Thì OY á, OY khi đó là bằng 3. 3 mà nằm bên phía âm có nghĩa là nó bằng trừ 3. Vậy thì nhỏ nhất là trừ 3 và lớn nhất là bằng 3. Đó là cái điều kiện của A nha. Bây giờ muốn mà tìm được cái điểm mà nằm trên bờ ao á, thì đến đến khoảng cách xa nhất từ một điểm trên bờ ao đến một điểm trên thành bể thì mình phải đi xác định được cái đường tròn cái đó. Vậy thì phương trình đường tròn C sẽ là x trừ a tất cả bình cộng cho y bình bằng r bình là bằng 25. Rồi, nãy giờ chưa nói tới cái van E ha. Van E này có tọa độ là, ở đây là mình đi xét xét van E có tọa độ 44 là nó thuộc vào góc phần tư thứ nhất của cái hệ trục tọa độ. Rồi, xét điểm E có tọa độ là 44 thì E này á là thuộc vào đường tròn C. Vậy thì mình lấy cái điểm E mình thay vào trong cái đường tròn thì mình được là 4 trừ A tất cả bình cộng với 4 bình là bằng 25. Thế thì lúc này mình suy ra được là 4 trừ A tất cả bình á, 4 bình là 16, 25 mà trừ cho 16 là còn 9. Vậy thì A bằng 1 hoặc A bằng 7. Rồi, bây giờ trong trường hợp đầu tiên thì A, nhưng mà A bằng 7 loại rồi, đúng không? Còn A bằng 1 là nhận. Rồi, vậy thì khi mà A bằng 1 thì phương trình đường tròn của mình, cũng không cần suy ra phương trình đường tròn đâu, suy ra tâm thôi. Tâm Y có tọa độ là 1, không? Rồi, để cố gắng vào đây số 1 luôn đi nha. Số 1 luôn. Nó tỷ lệ nó không chính xác nhưng mình nhìn vô cho dễ làm thôi. Vậy thì lúc này khoảng cách xa nhất mà đề yêu cầu sẽ bằng bao nhiêu? Nó sẽ nằm ở cái vị đoạn này nè. Đoạn này là xa nhất, đúng không? Khi đó khoảng cách lớn nhất là đoạn MY cộng cho bán kính R. Vậy thì bây giờ đi tính dùng cô MY một cái. Thì vectơ MY có tọa độ là 9 trừ 5. Vậy thì suy ra đoạn MY nó sẽ bằng căn bậc 2 của 9 bình cộng cho 5 bình là bằng 106 căn.
Vậy thì ở đây bằng căn 106 cộng cho 5. Căn 106 cộng cho 5. Ok. Đó, đây là cái vị trí E nó nằm ở đây nha. Vậy thì thuộc, cô ghi chỗ này là thuộc góc phần tư thu nhân. Ok. Vậy thì trường hợp van E nằm ở các góc phần tư còn lại thì số đo nó cũng y chang nữa các bạn ơi. Trường hợp van E nằm ở góc phần tư thứ 2, 3, 4 thì kết quả cũng tương tự, đều cho kết quả như trên. Rồi, vậy thì chốt lại là khoảng cách lớn nhất của mình là 106 căn cộng cho 5. Vậy xong câu 21 nha. Rồi, chuyển qua câu 22. Câu 22. Ông An có thiết kế một thửa đất hình chữ nhật có kích thước là 12 m nhân với 6 m. Và ông định làm vườn trồng hoa với thiết kế như sau. À, bạn thấy những cái hình chưa? Cái phần màu xanh dương là cái phần rải sỏi, phần trồng hoa là phần màu vàng, còn màu xanh lá cây là trồng cỏ, còn cái lối đi nó chính là cái đường màu trắng này nè. Rồi. Biết lối đi có chiều rộng là 1 m. Biết lối đi có chiều rộng là 1 m nha. Lười vẽ cái hình quá nên cho cô sẽ sử dụng cái đoạn này, cái hình này luôn. Rồi. Chiều rộng là 1 m. Đồng thời là ông có thêm một đơn vị thi công trọn gói và báo bảng giá như sau. Cái bảng giá này mình không quan tâm lắm, nhưng mình quan tâm tới cái mà ông mong muốn tính kìa. Biết rằng một bao sỏi sử dụng cho 1 m² vườn, mỗi mét vuông vườn sẽ xếp được 9 chậu hoa. Hỏi khi diện tích trồng hoa lớn nhất thì ông phải tính bao nhiêu chi phí, ông phải mất bao nhiêu chi phí. Ok. Vậy thì ở đây cái vấn đề là chúng ta sẽ đi tính diện tích trồng hoa lớn nhất. Diện tích trồng hoa lớn nhất. Rồi. Ở đây á, cái lối đi á là nó không có thay đổi kích thước. Nó chỉ có thay đổi cái gì? Nếu như cái diện tích phần trồng hoa màu vàng này lớn lên thì cái phần trồng cỏ nó kéo theo thay đổi. Trồng cỏ thay đổi thì rải sỏi cũng thay đổi. Vậy thì chúng ta cần một cái thông số cố định nào đó của một trong ba cái ý này để mà mình xem thử lại cái mà diện tích trồng hoa lớn nhất nó bằng bao nhiêu. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đi gắn hệ trục tọa độ nha. Những cái bài như thế này là chắc chắn gắn hệ trục tọa độ. Rồi đây. Mình sẽ ghép hệ trục O X Y như hình vẽ. Rồi. Chiều dài của cái thửa đất này là 12. Có nghĩa là mỗi bên này là 6. Bên này là 6 thì cái vị trí mà cô đang chấm đấy là đỉnh của elip thì nó sẽ bằng 5 bởi vì cái lối đi nó mất hết 1. Thì bên này sẽ là trừ 5. Bên này sẽ là trừ 6. Rồi chiều rộng của thửa đất là bằng 6. 6 vậy thì ở trên này là bằng 3. Vị trí này bằng 3 thì vị trí này bằng 2. Rồi dưới này sẽ bằng trừ 2 và dưới này sẽ bằng trừ 3. Ok. Vậy thì chúng ta viết được phương trình elip. Ha. Rồi. Ghép hệ trục tọa độ như hình vẽ. Ghép hệ trục tọa độ như hình vẽ. Như hình vẽ. Thì ta có elip E nha, cô đặt là elip E có trục lớn là 2A bằng 10, còn
trục nhỏ 2B là bằng 5, à quên, bằng mấy, bằng 6. Vậy thì lúc này là A bằng 5 và B bằng 3. Do đó là cái phương trình của elip sẽ là x bình chia cho 25 cộng cho y bình chia cho 9 bằng 1. Đây là phương trình elip. 6. À quên. Cái này bằng 4 thôi chứ. Ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ gọi cái hình chữ nhật này là M N P Q. M N P Q nha. Mình cần tính diện tích của cái phần trồng hoa này lớn nhất đúng không? Rồi bây giờ ta sẽ gọi một cái điểm là điểm N đi. Điểm N nó sẽ có tọa độ là AB. Tìm được A, tìm được B là sẽ tìm được diện tích. Gọi N có tọa độ là AB thuộc vào elip. Vậy thì suy ra mình được là A bình chia cho 25 cộng với B bình chia cho 10 chia cho 4 là bằng 1. Theo bốc đẳng thức Cauchy á thì A bình chia cho 25 cộng, dùng bốc đẳng thức Cauchy nha, với B bình chia cho 4 thì nó sẽ lớn hơn hoặc bằng. À, ở đây trước khi dùng bốc đẳng thức thì cô phải nói tại sao dùng bốc đẳng thức ở đây, chứ không là mấy bạn không hiểu không? Khi mà mình gọi N có tọa độ là AB thì đầu tiên là mình phải cho cái điều kiện là AB nó phải lớn hơn 0 cái đã. A lớn hơn 0 và B nó phải lớn hơn 0. Thì khi đó diện tích của cái phần trồng hoa chính là diện tích MNPQ, nó sẽ bằng bằng cái gì? Ở đây cô cho là A, ở đây cô cho là B. Thì chiều dài có phải là 2A và chiều rộng là 2B không? Vậy thì diện tích của hình chữ nhật bằng 2A và nhân với 2B. 2A nhân với 2B bằng 4AB. Và mình đang cần tìm diện tích này lớn nhất. Lớn nhất có nghĩa là nó sẽ bé hơn hoặc bằng một cái thông số nào đó, đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng bốc đẳng thức Cauchy, bởi vì bốc đẳng thức Cauchy nói rằng là A bình cộng cho B bình thì lớn hơn hoặc bằng 2AB. Vậy thì có phải là suy ra là AB nó sẽ bé hơn hoặc bằng A bình cộng với B bình chia cho 2 không? Đây là phần bốc đẳng thức. Bốc đẳng thức. Ok. Vậy thì mình sẽ sử dụng bốc đẳng thức Cauchy cho hai số là A phần 5 với lại B phần 4. Đây là A số dương nha. Thì mình có là A bình phần 25 cộng với B bình phần 4 thì lớn hơn hoặc bằng 2 nhân với A phần 5 nhân với lại B phần 4. Cái vế bên trái của mình á, nó chính là 1. Còn bên phải 2 phần 5 nhân 4 thì rút gọn là còn 1 phần 10. AB chính là bằng diện tích chia cho 4 hả? Ồ, vậy thì khoan từ từ, để cô ghi lại cái chỗ này nha. Ở trên tử mới là 2AB thôi, vậy cô nhân thêm 2. 2 nhân với 2AB. Rồi dưới này cô cũng nhân nó 2 luôn để cho nó huề. Thì mình được là 1 sẽ lớn hơn hoặc bằng diện tích chia cho 40. Đúng không? 2 x 5 là 10, 10 nhân với 4 là 40. A bình cộng B bình lớn hơn hoặc bằng 2AB. 2AB, wow, chỗ này là số B phần 2 mới đúng bạn ơi. Rồi, 2 vậy thì chỗ này là 20 thôi. Ok nha. Rồi, xin lỗi, bởi vì B bình mà chỉ cho 4 thì cái số đó chính là số B phần 2 thôi.
Rồi ra rồi đến đây rồi, vậy thì mình rút lại là được S sẽ bé hơn hoặc bằng 20. Vậy thì mình trả lời là vậy. Diện tích lớn nhất là bằng 20 khi dấu bằng xảy ra. Dấu bằng xảy ra nghĩa là A phần 5 sẽ bằng với lại B phần 2. Vậy thì suy ra A bằng 5 phần 2 B. Rồi A bằng 5 phần 2 B xong rồi đó. Còn cái dữ kiện gì để tìm được A với B nữa không? Bây giờ mình coi thử là mình tính được diện tích hết chưa nha. Vậy thì diện tích phần đất trồng hoa là S của MNPQ là vừa giải quyết ở trên nè là bằng 20. Rồi S của cái phần mà rải sỏi phần rải sỏi là cái phần này thì nó sẽ bằng diện tích của cái hình chữ nhật bên ngoài trừ cho cái phần diện tích của elip này. Đúng không? Rồi diện tích của elip. À, diện tích của elip quên công thức cho các bạn nha, cung cấp cho các bạn công thức nha. Sẽ bằng cô ghi là diện tích của MNBQ trừ cho diện tích của elip. Diện tích elip á thì mình lấy bi mình nhân cho a với nhân cho b nha, nhân cho a với nhân cho b. Vậy thì nó sẽ bằng 20 trừ cho 10 bi nè. Ok nè. Có không ta? Ủa. Diện tích của cái hình chữ nhật bên ngoài. Quên không. Diện tích của không phải là diện tích của MNBQ mà là diện tích của cái hình chữ nhật lớn. Hình chữ nhật lớn đó có chiều dài là 10, chiều rộng là 4 đó. Hình chữ nhật lớn thì 10 với 4 phải là 40. 40 nha. 10 với 4, 10 nhân 4 này, cô ghi kỹ lại, 10 nhân 4. Rồi. Đây là phần rải sỏi, đây là phần rải sỏi. Còn cái phần trồng cỏ nữa. Diện tích của phần trồng cỏ. Diện tích của phần trồng cỏ là bằng diện tích của elip trừ cho diện tích của cái MNBQ là bằng bi nhân cho 5 nhân cho 2 trừ cho MNBQ nãy tính ra 20 là bằng 10 bi trừ cho 20. Rồi ok. Vậy tổng chi phí là quay lại kể lại cái bảng ha. Cái lát nền mà làm lối đi á là 400.000 cho 1 mét vuông. Thì để coi thì cái lối đi này nó sẽ có bao nhiêu mét vuông nha. Mình sẽ lấy diện tích của thửa đất mình trừ cho diện tích của cái hình chữ nhật màu xanh. À, ở đây nếu mà cô ghi hình chữ nhật lớn thì nó có nhiều hình chữ nhật quá, thì cô ghi diện tích chọn hình chữ nhật xanh đi ha. Xanh. Vậy thì thiếu chỗ rồi. Mình sẽ tính cái chỗ này là diện tích của lối đi. Lối đi là bằng diện tích của thửa đất. Đúng không? Trừ cho diện tích của hình chữ nhật xanh. Hình chữ nhật xanh là 40, thửa đất là 12 nhân với 5. 12 nhân với 6. 12 nhân với 6 là trừ cho 40 là bằng 32. 32 mét vuông nha. 32 mét vuông. À, ở đây mình quên thiếu đơn vị hết đó các bạn. Mét vuông và mét vuông. Ok. Vậy thì mình sẽ lấy cái diện tích lối đi. Lối đi là giá là, để cô nhìn đề của cô đọc cho mấy bạn nhanh nha. 400.000 đồng trên 1 mét vuông. 400.000 đồng
trên 1 mét vuông, vậy thì mình lấy 400, mình nhân với 32. Rồi tới cái phần tiếp theo là rải sỏi. Thì $79 một bao thì ở đây diện tích là bao nhiêu? Phần sỏi đâu rồi? Phần sỏi là 20 trừ 10 bi nhân với lại 79.000 đồng một bao. Họ có giải thích nè, một bao thì rải cho 1 mét vuông. Vậy thì 20 mà trừ cho 10 bi mét vuông thì cứ nhân với lại 79.000. Ở đây cô sử dụng đơn vị là nghìn nha. Rồi tiếp theo là phần trồng hoa. Trồng hoa thì 52.000 một chậu, 52.000 một chậu. Và mỗi mét vuông thì xếp 9 chậu. Rồi, diện tích phần trồng hoa là diện tích của mình ở BQ á là 20 mét vuông. Mỗi mét vuông là 9 chậu, mỗi chậu là 52.000. Rồi bạn hiểu được chưa? Rồi tiếp theo là cái phần cỏ. Cỏ thì 1 mét vuông là 45.000. Vậy thì mình có 10 bi trừ 20 mét vuông nhân với 45. Rồi bạn bấm tắt tinh tọt có thử ra bao nhiêu? Chính là đơn vị tiền đó. 400 nhân 32 nè, cộng cho 20 trừ 10 bi nhân với lại 79.000 nè. Cộng 20 nhân 9 nhân 52 cộng cho 10 bi trừ 20 nhân với 45. Hai mươi trừ 10 bi nhân với 79, 20 nhân 9 nhân 52 cộng cho 10 bi trừ 20 nhân với lại 45. Khoan, chỗ này bị sai nè. Đây là 40 bị nhầm một chỗ đúng không? Ra sắp xỉ là 23.351.000 đồng. Nếu mà mình lấy đơn vị nghìn đồng thì ở đây mình sẽ đọc là 23.315. Còn mình đọc đơn vị là đồng thì nó sẽ thành là 23.315.000 đồng. Ok nghe. Rồi, vậy thì cái bài này đã xong. Nói chung là nó cũng là một cái bài toán rất là thực tế luôn đúng không? Như là vườn tược nhà mình muốn thiết kế, mình muốn decor đó thì mình cũng phải tính dự trù chi phí. Đó, thì nó ra được cái bài như thế này. Ok, chuyển qua câu cuối cùng của cái chuyên đề này là câu 23. Một tấm bạc hình vuông cạnh là 10 mét như hình vẽ. Tấm bạc này cạnh là 10 nha. Người ta dự tính các phần tô đậm của tấm bạc rồi gập và may lại, nhằm mục đích phủ lên tháp đèn để trang trí. Tháp đèn có dạng hình chóp tứ giác đều. Để tránh hư hại khi tháp trời khi trời mưa, biết khối chóp hình thành sau khi gập và may lại cần có thể tích lớn nhất thì mới phủ kín được tháp đèn. Hỏi phần diện tích tấm bạc bị cắt bỏ đi là bao nhiêu? Thì cái phần màu trắng là cái phần giữ lại á, mình gấp lại. Mình lấy bốn cái đỉnh này mình gấp thì mình sẽ được một cái hình chóp tứ giác đều như ở hình bên phải. Vậy thì để tính được diện tích tấm bạc bị bỏ đi thì mình sẽ lấy diện tích của một cái tấm bạc hình vuông ban đầu, mình trừ cho diện tích toàn phần của cái hình chóp thì mình sẽ ra được kết quả cần tìm. Thế thì bây giờ cô sẽ đi gọi tên cái hình chóp. Hình chóp này là hình chóp tứ giác đều, thì bây giờ nối hai cái đường chéo lại. Giao điểm của hai đường chéo này dựng thẳng đứng lên nó được đỉnh. Thì cô gọi luôn hình này là hình chóp E A B C D và đây là tâm O.
Đấy là hình vuông nha. Đấy là hình vuông. Rồi. Bài này chúng ta không cần ghép. Không cần ghép hệ trục tọa độ. Mình sẽ gọi hình chóp tứ giác đều. Thả đề là S, A, B, C, D có SO vuông góc với mặt ABCD như hình. Như hình vẽ. Rồi. Để tính được diện tích xung quanh thì bây giờ chúng ta sẽ đi đặt. Đi đặt nha. Đặt x bằng BC. Ok. Cái hình bên trái này vẫn sử dụng nha mấy bạn nha. Hình bên trái này vẫn sử dụng. Bây giờ cô sẽ gọi cái chỗ này là A nè, B nè, C nè, D nè. Thì lần này mình đặt là x đúng không? Bây giờ gọi cái hình vuông ở bên ngoài là MNPQ đi. Mình nối cái đường này lại. Mình gọi đây là E với lại F. Rồi. Thì để tính được diện tích toàn phần của hình chóp thì mình cần diện tích của bốn mặt bên và một mặt đáy. Thì mặt đáy ở đây mình đặt là hình vuông cạnh x rồi thì tính được diện tích đáy rồi. Bây giờ còn diện tích của hình mặt bên, tam giác mặt bên. Thì tam giác mặt bên chính là tam giác cân. Tam giác cân. Cho nên là bây giờ cô cần tìm cái cạnh MS chắc chắn là nó sẽ vuông góc với CD nha. Vậy thì mình sẽ biết rằng là diện tích của mặt bên, cô chọn mặt CDP đi, thì nó sẽ bằng là PS nhân với lại CD. CD thì biết rồi nhưng mà PS thì chưa. Vậy thì BS á, nó sẽ bằng là ME. Đúng không? Mình đặt BC là X thì EF cũng bằng X luôn. Vậy thì PF sẽ bằng đường chéo MB trừ cho X rồi chia cho 2. MB á, là đường chéo của hình vuông cho nên nó sẽ bằng 10 cân 2. Ok chưa? Rồi khi đó MP á thì sẽ bằng là M E cộng với E E cộng với lại E B đúng không? Mà M E thì bằng F B cho nên là F B nó sẽ bằng là M B là 10 căn 2 trừ cho EF là trừ cho X rồi đi chia cho 2. Ok. Thì cái đoạn MF này mình biểu diễn lại qua cái hình của mình nha. E là trung điểm của AB, F là trung điểm của CD. Đây. Đây là E và đây là F. Ok. Thì FB nó chính là bằng đoạn FF. Rồi. Diện tích của tam giác E, tam giác gì đây? SCD. Thì nó sẽ bằng là FF 1/2 lần SF nhân với CD thì bằng 1/2 lần 10 căn 2 trừ X chia cho 2 nhân với CD là nhân với X. Rồi. Bây giờ thể tích. Để tính được diện tích xung quanh thì phải bám vào cái yêu cầu của đề là thể tích lớn nhất nè. Tự nhiên cô đi tính cái mặt bên này làm chi vậy ta? Cái đó để tí nữa xài đi.
Bây giờ bám vào cái thể tích thì phải đi tìm SO, đúng không? OF thì bằng một nửa BC là bằng x chia 2 rồi. Vậy bây giờ mình xét tam giác SOS vuông tại O, vuông tại O thì mình có SO sẽ bằng căn bậc 2 của SF bình trừ cho OF bình thì sẽ bằng căn bậc 2 của 10 căn 2 trừ x chia cho 2 tất cả bình trừ cho x bình chia cho 4. Rồi cái số chung là 1 phần 4 đặt ra ngoài là còn 1 phần 2 thì bên trong ngoặc nó sẽ còn là 10 căn 2 trừ x tất cả bình trừ cho x bình. Ok, thì bằng 1 phần 2 nhân với căn của 10 căn 2 mà bình phương là ra 200 trừ cho 20 căn 2x cộng x bình trừ x bình hết. Rồi, vậy tóm lại đây là công thức của SO nè. Thể tích của SABCD thì sẽ bằng 1 phần 3 lần SO nhân cho diện tích của ABCD thì bằng 1 phần 6 nhân cho căn của 200 trừ cho 20 căn 2x. Rồi, nhân cho diện tích của ABCD là x bình. Ok. Cái này bạn có thể bấm máy để bạn tìm mắc min nha. Thì ở đây điều kiện nè, điều kiện x là độ dài thì x phải lớn hơn 0 và 200 trừ cho 20 căn 2x nó phải lớn hơn 0. Với lại x phải lớn hơn 0. Vậy thì suy ra x bé hơn lấy 200 chia cho 20 căn 2 nó ra là 5 căn 2. Vậy không bé hơn x bé hơn 5 căn 2. Đến đây thì bạn có hai cách làm. Một là bạn sử dụng cái phương pháp lớp 12 là đạo hàm là bạn biến thiên. Hai là bạn chạy table. Cô nghĩ là bạn nên chạy table nha. Table thì bạn sẽ suy ra được là thể tích lớn nhất mà thôi. Đặt bạn biến thiên để nó ra được cái số đẹp. Với lại mình cũng đang hướng tới phương pháp làm tự luận mà. Đạo hàm thì bằng O nhân V hả? Ủa, số nó xấu dữ ta. Sử dụng công thức U nhân V đạo hàm, mình được 1 phần 6 nhân với lại căn đạo hàm. Căn đạo hàm là bằng U đạo hàm chia cho 2 căn U. Vậy nó ra là trừ 20 căn 2 chia cho 2 căn của 200 trừ cho 20 căn 2 của x. Rồi, nhân cho x bình, đây là U phẩy nha, cộng cho U V phẩy là 2x nhân cho căn của 200 trừ cho 20 căn 2 của x. Được chưa? Rồi, vậy thì bằng 1 phần 6 cô viết lại rút gọn nha. Ở trước này ra là trừ 20 căn 2 x bình nè, căn nhân với căn. Căn mẫu chung, mẫu chung là căn của 200 trừ cho 20 căn 2x. Ở trước này rút gọn 20 với 2 là còn 10 là trừ 10 căn 2x bình nè, cộng cho 2x nhân với 200 trừ 20 căn 2 của x nè. Rồi, bằng 1 ra ngoài đặt nhân tử chung. Trong ngoặc nó còn lại là 2 trừ 20, 2 nhân với 20 là 40 căn 2 mà cộng thêm với lại 10 căn 2 nữa. Vậy thì nó là 50, 50 căn 2. Cô để dấu trừ ở trong là trừ 50 căn 2x nè. Rồi 400 chia cho cái mẫu 200 trừ cho 20 căn 2x. Ok nha. Rồi, vậy thì đạo hàm mà bằng 0 thì suy ra cái tử bằng 0. Tử bằng 0 nghĩa là x bằng 0 hoặc x bằng 400 phần 50 căn 2 thì nó đây là 4 căn 2. Ok, x bằng 0 thì mình loại rồi, còn cái thằng này là mình nhận.
Vậy thì cái bảng biến thiên lúc này của mình nó sẽ như sau. Bảng biến thiên x nè, v phải nè, v nè. X ở đây chúng ta sẽ xét từ 0 đến 5 căn 2. Vậy thì 4 căn 2 nó nằm ở đây. Đây là 0. Bây giờ xét dấu v phải. V phải. Bên này cô sẽ lấy một cái số, ví dụ như số 1, cô thay vào trong cái v phải nha. Thì kết quả nó ra là một cái số âm, cho nên ở số dương, cho nên bên này là cộng. Rồi bên này là trừ, cô cũng lấy một cái số nằm từ 4 căn 2 đến 5 căn 2, cô thay vào v phải thì các bạn nó ra âm. Vậy thì chiều biến thiên của mình nó sẽ đi như đây. Thế thì mình tìm được giá trị lớn nhất rồi đó. Ở đây cũng không cần biết giá trị là lớn nhất là bao nhiêu. Mình chỉ biết là v max khi x bằng 4 căn 2. Rồi. Thì khi x bằng 4 căn 2, vậy thì diện tích của cái mặt bên hồi nãy mình tính ở trên á. Diện tích hồi nãy mặt bên mình tính ở trên là diện tích của gì? SCD. Chắc cô có cái thằng này xuống dưới nha. Để lưu cái nào. Rồi, có không được. Có không được thì mình làm kiểu này. Ok. Thì cái diện tích này nó bằng là 1 phần 2 nhân với lại 10 căn 2 trừ cho 4 căn 2 chia cho 2 nhân với lại 4 căn 2. Mình coi thử nó ra nhiêu nha. Ở trên là 6 căn 2 nhân với 4 căn 2 chia cho 4. 12. 12. Vậy thì diện tích toàn phần, toàn phần của hình chóp nó bằng là 4 lần diện tích của tam giác SCD cộng cho diện tích của đáy ABCD. Vậy thì có phải là bằng 4 nhân với 12 không? Đáy là x bình, x bình chính là 4 căn 2 tất cả bình. Rồi. Bằng 80. Bằng 80. Vậy thì diện tích của phần bạc bị cắt sẽ là bằng diện tích của cái miếng bạc ban đầu, ban đầu trừ cho diện tích toàn phần của chóp. Ban đầu cái diện miếng bạc của mình là hình vuông chiều rộng hình vuông cạnh là bằng 10. Vậy thì có phải là nó sẽ bằng 10 bình trừ cho 80 không? Thì bằng 20 mét vuông. Ok. Sau một hồi tính toán rất là dài dòng thì cái kết quả số nó cũng khá là đẹp. Vậy diện tích tấm bạc bị cắt bỏ đi để đảm bảo yêu cầu là 20 mét vuông. Rồi. Vậy thì mình đã xong cái chuyên đề ôn thi học sinh giỏi với cái chủ đề là bài toán thực tế hình học. Nó khá là dài cho nên là cô mới cắt ra thành hai cái video. Rồi các bạn xem lại có gì thắc mắc thì các bạn hỏi nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.